tới đây. Ôi bà con là chú ý nhá, bắt đầu đến giờ làm việc rồi, để có thì cô Mai bắt đầu phát biểu. Kính thưa bà con nhân dân, là được sự ngày hôm nay là có chương trình tặng quà cho bà con mà hộ gia đình khó khăn của làng O Rung và làng O Bung, là được sự đồng ý là của huyện hộ chí quyền Tân Tiến, chủ tịch hội chữ thập đỏ huyện Chư Sê, và sự kết nối của đại đức Thích Thích Quảng Phước, chủ tịch chùa Chư Thầy Mỹ Thạch huyện Chư Sê, đã liên hệ với lại là đoàn từ thiện của chùa Phủ Hiền và của do đại đức Thích Lệ Liên làm trưởng đoàn, làm trao tặng là 120 xuất quà cho bà con của làng O Bung và làng O Rưng ngày hôm nay. Trị quà giá trị của món quà là 500.000 đồng và 500.000 đồng. Và hôm nay thì đại diện cho lãnh đạo của Ủy ban nhân dân xã là rất là cảm ơn đoàn từ thiện của chùa Phủ Hiền đã quan tâm giúp đỡ và điều kiện tặng những món quà cho hộ gia đình khó khăn của làng O Bung và làng O Cờ Rưng của xã Gia Co, và rất là mong là thời gian tới và có sự chuyên của chùa và đặc biệt là của thầy Phật Quốc và thầy Thích Tệ Liên trong thời gian tới là có thể là trao tặng những món quà những địa bàn khác khó khăn hơn của xã Gia Co. Và sau đây thì xin mời chỗ đại đức Lại Liên có một đôi lời phát biểu và đối với bà con nhân dân, xin mời. Anh như là Phật, hôm nay là có cái đoàn Phật tử chùa ở rất là xa, ở tận Văn Thiết, lên đây đi khoảng 14-15 tiếng hồ. Lên tặng quà cho bà con thì mong bà con nhận món quà cuối thì làm nhiều, mong bà con là giữ gìn sức khỏe và tiếp tục làm công việc của mình. Thầy chỉ là những gia đình Phật tử ở rất là xa và đi với thầy mất rất là nhiều năm rồi, Phật tử chùa mà nhưng mà ở cách đây rất là xa, đây là cái tấm lòng của bà con. Mong thầy Quang Phước cũng như là Thank you.
对对对对对，我让你干干，我让你干干。
Con gà thì mình lấy tiền đó mình đi mua gạo, đừng có đi mua rượu nha.